March. Ok, đó chính là âm R ở trong tiếng Anh mọi người ha. R. Thì cách phát âm nó khác với tiếng Việt mình như thế nào? Đầu tiên là cái khẩu hình miệng của chúng ta nó rộng hơn. R. Còn A tiếng Việt nè. A. Còn R. Ha, khẩu hình miệng mình rộng hơn. Số 2 đó chính là cái lưỡi của chúng ta đó. Cong lên. R. Mọi người thấy cái đầu lưỡi không? Nó cong lên đúng không? R ở trong này. Và khi mà mọi người kết hợp hai đứa này lại thì mọi người sẽ phát âm y chang như tay luôn. Car, bar, park, father, then march. Okay, and see you next time. Peace. Nhớ nha mọi người nha. Nên là đầu lưỡi cong lên, khoan miệng rộng ra. R. And see you next time.